Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với Series Channel. Thì hôm nay tôi sẽ làm lại một cái con game mà có thể gọi là huyền thoại luôn. Chắc chắn là anh em nào trong chúng ta cũng đều biết. Đó là con game Flappy Bird. Thì tôi thấy con game này nó rất là dễ làm và rất là phù hợp với những bạn vừa mới bắt đầu hoặc là những bạn đã bắt đầu được một thời gian rồi. Thì vì video này dành tặng cho những bạn vừa bắt đầu nên là tôi sẽ hướng dẫn một cách chi tiết nhất có thể những cái phần căn bản của Unity anh em nhé. Ok, thì đầu tiên để chúng ta cần là con chim đúng không nhỉ, chúng ta cần có con chim để bay bay ấy. Ok, thì để tạo ra con chim trong Unity, tôi sẽ bỏ cái từ này đi, đọc nó hơi kỳ tí. Thì anh em có thể rất là đơn giản, thì anh em có chỉ cần kéo nó vào đây là được, kéo cái hình nó vào đây là Unity nó sẽ tự tạo ra cho anh em một cái object, được chưa ạ? Có thể thấy con game này nó hơi nhỏ so với camera của chúng ta nhỉ. Camera, à quên mất, camera là cái phần mà anh em sẽ thấy được trong game, được chưa? Có nghĩa là cái phần này anh em sẽ thấy được cái phần này trong game đó. Thì có tôi thấy là con chim này nó hơi nhỏ thì nên bây giờ cần phải gọi là chỉnh lại kích thước cho nó. Thì có hai cách để chỉnh lại kích thước của một cái vật trong Unity. Cách đầu tiên cũng là cái cách tù nhất nhưng mà tôi sẽ nói luôn, đó là anh em có thể chỉnh cái scale trong transform này này đấy. Thì mỗi một cái object này nó đều có một cái transform, có nghĩa là nó sẽ chứa ba cái, một là vị trí, thứ hai là độ xoay là rotation này, và cái thứ ba là kích thước là scale. Thì anh em nếu muốn con chim này nó to ra thì anh em có thể thay đổi cái scale của nó thành 5 đi, ví dụ tôi thay thành 5 đi đấy, con chim của chúng ta nó sẽ to ra rồi. Nhưng mà cái cách này nói thật là nó rất là tù, vì nếu mà anh em có nhiều cái hình như thế này đi đấy thì anh em có phải là phải thay đổi từng cái đúng không, thực sự nó rất là tù. Nên là đây là cái cách mà tôi hay dùng nhất và cũng là cái cách thông dụng, tôi nghĩ là nó thông dụng nhất đây. Anh em có thể đây, chúng ta sử dụng cái hình của con màu vàng này đúng không đấy, thì anh em ở đây có 3 frame nên tôi lấy luôn 3 frame nhé. Thì để thay đổi kích thước của một con nào đó, anh em có thể thấy cái pixel per unit đây này đấy, khi ấn vào một cái hình nó sẽ có một cái là pixel per unit đây này, có nghĩa là gì ạ? Nó là bao nhiêu pixel trên một unit, thì mặc định của nó sẽ là 100 pixel trên một unit. Thì nếu anh em muốn con của cái con chim nó to ra thì anh em có thể đổi nhỏ nó xuống một xíu, được chưa? Ví dụ tôi muốn nó to ra đi thì tôi sẽ đổi nó thành 40. Ok, đấy, apply là con chim nó sẽ to ra rồi. Đó là cách để chúng ta tạo ra một vật trong Unity nhé. Đấy, nó vẫn không to lắm, thôi kệ, để 40 là được rồi. Điện đây thì tôi thấy cái asset này chúng ta nó có ba cái frame nên là tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái animation trong Unity luôn nhé. Ok, thì thực chất là animation trong Unity hoặc là bất kỳ đâu, anh em có thể coi anime, chắc là anh em coi anime là anh em biết rồi, đó là animation nó được tạo ra gọi là hoạt hoạt ảnh ấy, thì nó được tạo ra từ nhiều ảnh khác nhau, nó nhìn các ảnh đó thì nó na ná nhau thôi nhưng mà khi ghép lại với nhau thì nó sẽ ra một cái animation đúng không ạ? À? Đây thì đây tôi thấy, anh em có thể thấy là trong cái asset của chúng ta nó có ba cái ảnh, một là cái ảnh mà cái nó chỉ nói chung là con chim nó chỉ đổi cái cánh đằng sau thôi, thì tôi nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái animation. Thì để tạo ra animation trong Unity nó rất là đơn giản nè, anh em chọn hết ba cái nhé, rồi anh em kéo nó vào cái khung cái tab của chúng ta, nó sẽ tự tạo cho anh em một cái đây là anim gì đó, thì anh em ta sẽ đặt nó là baby bird nhé. Đấy rồi, nó sẽ tạo ra cho anh em hai cái, một là cái animation và cái thứ hai là animator. Thì để tôi nói trước cái animation đi. Animation thì nó là animation thôi, đó, không có gì hết. Thì anh em có thể rồi nó đã tạo cái animation nó tự động. Khi mà anh em kéo như vậy á, kéo ba cái lên trên này nó sẽ tự động tạo cho anh em một cái animator và nó dính luôn cái animation trong đây. Controller nó tự tạo cho anh em cái animation trong đây.
Tôi sẽ nói về cái animator này sau. Bây giờ tôi sẽ thử chạy cho anh em coi cái animation này nhé. Này chạy game này. Đó anh em có thể thấy là con chim nó chúng ta nó đập cánh. Đấy. Thì để chỉnh lại cái animation này, anh em có thể vào cái tab animation này này. Đấy. Chọn trước cái đã. Rồi. Đây là cái tab animation. Đấy. Khi mà ấn vào bên đây nhé là mở rộng nó ra. Thì anh em có thể thấy ba cái hình của chúng ta. Thì anh em có thể thao tác nó ví dụ như là xóa và tăng thêm thời gian hoặc làm bất cứ gì đó anh em thích. Ở đây có một cái gọi là symbol này thì nó là frame per second đấy nè. Anh em chơi game thì anh em chắc là sẽ biết là cái FPS đúng không? Đấy thì ở đây nó cũng tương tự như vậy, có nghĩa là bao nhiêu frame per second. Đúng nhỉ, so symbol rater hình như nó là frame per second, tôi cũng không chắc lắm nhưng mà thôi kệ đi. Tôi nghĩ nó cũng hoạt động khá giống frame per second. Ví dụ như giờ tôi muốn nó chậm lại đi, cái animation của chúng ta nó chậm lại. Đây, chúng ta có thể thử ở đây nhé. Thử ở đâu nhỉ? Sao muốn thử không được? Thôi kệ đi. Đó, bây giờ frame per second nó chamber rate nó đang là 12. Thì anh em có thể thấy đập cánh như thế này đúng không? Bây giờ tôi muốn nó ví dụ như nó chậm lại đi thì tôi sẽ để nó là 2 thôi. Đấy, anh em có thể thấy là cái độ thời gian của chúng ta nó được tăng lên thì nó sẽ đập cánh chậm lại. Nó đập rất là chậm đúng không ạ? Đấy. À, để 12 đặc định cho nó đẹp. Rồi. Đó là về animation nhé. Thì còn cái animator đâu nhỉ? Animator đây. Đây đây này. Thì animator này nó đơn giản thôi. Nó là cái để điều khiển nhiều animation khác nhau. Ví dụ như trong một cái game đi, em đang đứng bình thường. Ví dụ chúng ta đang chơi game 3D đi. Thì đang khi mà đang đứng bình thường có phải là anh em sử dụng một cái animation đó là người đứng bình thường và tay đung đưa hoặc là làm gì đó cũng được đúng không ạ? Rồi khi mà bước đi thì nó sẽ có một cái animation khác nữa là animation mà hai chân bước đi và tay đung đưa gì đấy. Đó thì animator này là cái sẽ quản lý hai cái animation đó và biết là chọn animation nào cho chúng ta. Ví dụ nói sao nhỉ, nói chung là khi mà đứng bình thường là dùng một animation đúng không, và khi bước đi là dùng một animation khác, nên là nó sẽ animator này nó quản lý khi nào chúng ta dùng animation bình thường và khi nào dùng animation bước đi vậy thôi. Đơn giản là nó quản lý animator. Nhưng mà trong game Flappy Bird này thì nó chỉ có một cái animation thôi, đó là đập cánh, nên là chúng ta sẽ không cần quan tâm tới animator làm cái gì đúng không ạ? Ok. Rồi bây giờ làm gì nữa nhỉ? Ok thì bây giờ chúng ta sẽ thêm vào vật lý cho con chim để nó có thể di chuyển cũng như là khi mà chạm vào cái ống hoặc là cái nền đất thì nó sẽ game over anh em nha. Ok thì như tôi đã nói hồi trước, Unity là một cái công cụ rất là hoàn chỉnh, thì nó đã hỗ trợ sẵn cho chúng ta một cái component để quản lý về vật lý rồi. Tên nó là Rigid Body 2D này đấy. Thì trong component này có rất nhiều variable thì anh em có thể tìm hiểu thêm. Tôi nói sơ sơ một vài cái, đó là trọng lượng này, ma sát và trọng lực. Thì cái chúng ta cần quan tâm nó là trọng lực thôi. Thì để tôi chạy game thử anh em nha, coi nha. Thì bây giờ thực chất là con chim nó không có gì đâu, nó chỉ rớt xuống thôi tại vì nó bị tác động bởi trọng lực ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái nền đất vào đây để khi mà chạm vào cái nền đất này thì con chim nó sẽ game over. À thực chất thì tôi vẫn chưa làm cái menu game over, thì một lát nữa chúng ta sẽ làm. Thì bây giờ tôi chỉ cần là con chim này nó đứng được trên cái nền đất thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ scale cái nền đất như này. Anh em có thể thấy là khi tôi kéo cái nền ra thì cái viền màu xanh này nhìn nó khá là xấu đúng không ạ? Đấy. Thì đối với những cái hình đã hỗ trợ parallax rồi thì chúng ta có thể thay đổi cái cách thức scale của nó bằng vào spider render này, RAM mode này, đổi từ symbol sang tileless nhé.
Thì khi mà đổi sang Pilot rồi thì khi anh em kéo như thế này đó thì nó sẽ tự động thêm cái viền xanh cho chúng ta, nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn. Thì anh em có thể tìm hiểu thêm về Parallax ở trên mạng, về kỹ thuật Parallax cũng như là Image Parallax. Rồi, để tôi chạy thử game. Khi mà mình thêm vào rồi á thì thực chất bây giờ con chim nó cũng không có đứng được trên cái nền, tại vì nó sẽ vượt qua cái nền luôn. Thì làm sao để được con chim đứng được trên cái nền thì chúng ta cần phải thêm một cái component nữa là gọi là Boss Collider 2D này. À, thực chất thì nó có rất nhiều loại collider, ví dụ như là Capsule Circle Collider hay Capsule Collider, thì anh em cứ chọn cái nào mà nó vừa vặn với con chim là được rồi, không cần ấy làm gì cả. Tôi sẽ chọn Boss Collider nhé. Thì Collider này là cái gì ạ? Collider là hàm để quản lý va chạm của hai vật, của một vật chứ nhờ, quản lý va chạm của chính nó thôi. Nhầm nhầm nhầm. Thì bây giờ thêm một cái collider ở đây nữa. Thì có một điều thú vị á, đó là cái mà scale này là xíu nha. Rồi, ok. Thì có một điều thú vị là khi mà con chim này nó va chạm vào cái nền đất, thực chất không phải là cái hình, nó thực chất không phải là cái hình va chạm anh em nha, mà là cái collider này này. Đấy, ví dụ như giờ tôi kéo collider như thế này thì có một điều magic xảy ra là đây, tôi chạy thử game cho anh em coi. Đấy là con chim nó sẽ đứng trên cái nền đất một khoảng như thế này, và cái khoảng đó là cái collider của chúng ta. Đây, để tôi kéo bằng cái con chim thì con chim nó sẽ rớt xuống tiếp. Đấy, thì ở trong Unity cái va chạm thực sự không phải là cái hình, hai cái hình này với nhau nha, mà là cái collider này anh em ạ. À, đấy rồi, ok, đó là công dụng cơ bản của collider ha. Bây giờ chúng ta sẽ cần thêm một cái script để có thể, khi mà chúng ta ấn vào màn hình hoặc là ấn vào dấu cách thì nó sẽ, con chim nó sẽ nhảy lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sơ sơ về cái đầu gọi là về script nhé. Đấy, về những dòng code đầu tiên. Đặt là Flappy Bird đi. Rồi, ok. Rồi, thì khi mà anh em tạo ra một cái script như thế này, nó sẽ có căn bản hai cái function cho chúng ta, một là start và hai là update. Thì ở đây nó có giải thích này. Thì cái start này là để làm gì ạ? Đơn giản thì nó sẽ, khi mà game nó bắt đầu, khi anh em bắt đầu game thì nó sẽ gọi cái start này đúng một lần thôi nha, gọi một lần thôi. Còn cái update này này thì nó sẽ gọi trên từng frame. Frame này là frame per second này anh em ạ. Thì ví dụ như chúng ta đang chơi game FPS, FPS càng cao là càng tốt đúng không ạ? Đấy. Thì FPS là 60 đi. Thì chúng ta đang gọi cái update này 60 lần trên một giây. Đấy, cái đó là công dụng của FPS. Thì càng gọi nhiều lần cái update này có nghĩa là game nó càng mượt. Đấy, xóa đi đã. Thì bây giờ chúng ta cần, đó là con chim nó nhảy lên thì cần phải lấy được cái component rigid body 2D này vào trong cái script Flappy Bird của chúng ta. Thì để lấy một cái component thì có hai cách, à thực chất là có rất nhiều cách. Cách thứ nhất là anh em sử dụng cái public này này, rigid body 2D nhé, đây là cái gì. Thì nếu anh em để bình thường như thế này có nghĩa nó là private, private nhá. Private thì trên này nó không có xuất hiện gì cả. Nhưng mà khi anh em để public như thế này thì ở trên cái script của chúng ta nó sẽ để có một cái phần là RG đây, đó là cái biến của chúng ta. Thì chỉ cần công việc đơn giản thôi, đó là kéo cái con chim này vào trong cái RG này là nó sẽ tự động lấy cho chúng ta cái Rigid Body 2D này. Đấy, đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai á là em có thể xóa cái này đi. Nếu mà em không muốn rối mắt thì chúng ta có thể dùng hàm start này. Start này nó gọi một lần khi chạy game đúng không ạ? Đấy, thì dùng hàm là get component Rigid Body 2D. Đó. Vậy chúng ta đã lấy được cái Rigid Body để quản lý cái quản lý cái vật lý của con chim rồi. Rồi bây giờ chúng ta cần phải check xem
đó là check xem chúng ta có đang ấn vào cái màn hình hoặc là sử dụng dấu cắt hay không. Thì để mà check xem như vậy á, dùng hàm input này chấm get mount button down. Ok, get mount button down có nghĩa là chúng ta đã có đang ấn vô vào màn hình hay không ấy. Thì đối với điện thoại nhé, get mount button down không, để không như này, nó tương đương với một lần anh em ấn vào cái màn hình đó. Và đối với PC thì get mount button down không tương đương với một lần anh em bấm chuột trái vào màn hình nha. Nếu mà chuột giữa sẽ là 1 và chuột phải là 2. Đấy, chúng ta ấn vào chuột trái. Rồi. Khi mà bấm vào chuột trái thì chúng ta cần phải thêm một cái lực để con chim nó có thể bay lên. Thì để mà thêm lực thì dùng hàm asphalt này. Anh em dùng hàm asphalt này. Asphalt đơn giản là thêm lực thôi. Thì sẽ là vector 2 chấm up nhân với một cái speed của chúng ta. Public plus speed. Speed này đơn giản là anh em muốn nó bay lên bao nhiêu á. Ví dụ như là anh em muốn nó bay lên nhiều thì anh em để speed cao. Còn anh em muốn bay nó thấp thì để speed nhỏ rồi không có gì cả. Còn cái vector 2 chấm up này á thì đơn giản nó là vector 10 anh em nha. Đó. À quên mất. Thì trong cái Unity này thực chất cái bản cái tab của chúng ta này thì nó là một cái hệ tọa độ anh em nhé. Hệ tọa độ đây anh em có thể thấy cái transform đây đang là 0 0, tương ứng với góc tọa độ 0 0. Thì nếu anh em dịch lên một nước như này thì nó sẽ là 1 1 này đó. Thì nó trong cái tab của chúng ta nó tương ứng với hệ tọa độ OXY, đơn giản vậy thôi. Thì vector 2 chấm up nó tương đương với việc anh em đang thêm lực để nó bay lên. Còn nếu mà vector 2 chấm down thì nó sẽ là bay xuống. Left là bên trái và right bên phải thôi, đơn giản vậy thôi. Ok, thì để tôi chạy thử xem cái hào chúng ta có chạy không nha. Hình như tôi để speed nó hơi thấp rồi nên là nó bay lên rất là yếu. Để 200 đi. Đấy, khi mà để 200 thì nó bay lên rồi. Ok, đó là cách để chúng ta điều khiển một con chim nhé. Rồi 150 thôi, để 200 nó cũng hơi quá một xíu rồi kệ. Rồi bây giờ chúng ta cần thêm vào đó là thêm cái cột này vào, thêm cái cột này để con chim nó có thể bay qua. Cái này nó có to quá không nhỉ. Rồi ok, chỉnh lại cái cho nó to xíu. Tôi nghĩ là 80 là vừa rồi đấy. Rồi thì trong game Flappy Bird nó có hai cột nên là anh em copy một cái thêm thôi. Copy một cái ngược lại và để rotation nó lại nhé. Rotation lại là cái này đúng nhỉ. Ok, anh em đổi cái Z này thành 180 là nó quay ngược lại thôi, không có gì cả. Rồi hình như cái này nó không biết con chim nó có lọt qua được cái lỗ này không, thì cho tôi sẽ tăng cái lỗ ra xíu. Đấy, tăng ra một xíu. Rồi ok, ở đây có một cái vấn đề anh em có thể thấy là cái cột đá này nó đứng trên cái nền này trông rất là xấu đúng không ạ. Thì để làm sao cái cột đá nó có thể đứng đằng sau thì có một cái gọi là sorting layer ở đây. Thì sorting layer, cái order layer này, sorting layer nó càng cao nó đây, anh em có thể thêm một cái này, ví dụ anh em thêm là background đi đó. Thì sorting layer nó càng cao, anh em chọn ở đây nha, có nghĩa là nó sẽ đứng sau. Nó càng cao này này là nó sẽ đứng sau, và nó ở dưới là nó đứng trước. Thì nếu anh em muốn cái cột này nó đằng sau cái nền đất thì đem kéo cái layer này lên thôi. Đấy, nó sẽ đang đứng đằng sau. Ok chưa? Rồi. Bây giờ tôi sẽ cho hai cái cột này nó song song với nhau nha. Bằng việc là cho thêm một cái object này. Đấy. Thì khi anh em cho vào cái này gọi là cha con, quan hệ cha con nha. Thì hai cái cột này đang là con của thằng game object. Nên khi anh em di chuyển cái vật cái game object, ví dụ như tôi gọi là object 1 đi. Ví dụ anh em di chuyển cái object 1
thì cái hai thằng cột con này nó cũng sẽ di chuyển theo đấy, nó sẽ di chuyển theo. Thì khi này anh em chỉ cần di chuyển cái object này thôi. Bây giờ ý tưởng của tôi nha, thì anh em bây giờ có hai cách. Một là anh em di chuyển con chim này lên đúng không ạ, đó là cách thứ nhất. Hoặc là cách thứ hai á, thì anh em có thể di chuyển con cái cột này về đằng sau để con chim nó có thể nhảy đúng không. Đó là hai cách để chúng ta tạo ra một cái con game playbird. Thì anh em dùng cách nào cũng được, mà tôi thích cái di chuyển cái cột này về đằng sau hơn, nên là tôi tạo ra một cái object trong đó có hai con là cái cột. Thì khi này tôi di chuyển cái object này thì hai cái cột nó sẽ đi theo vậy thôi đấy, ý tưởng đơn giản là thế. Bây giờ để di chuyển cái cột này thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái script nữa, gọi là op prepare đi. Rồi, ok. Thì di chuyển cái này nó cũng không có gì khó, rất là đơn giản em ạ. Anh em chỉ cần cứ mỗi một frame như thế này nó sẽ di chuyển luôn. Transform.position này bằng cộng bằng new vector 2.left, các bạn vector 2.left thôi, nhân với speed public class. Thì như tôi đã nói hồi nãy, cái vector 2 nếu mà anh em muốn nó di chuyển theo bên trái thì dùng vector 2.left thôi đúng không ạ. Không gì cả, vector 3 chứ, tại vì cái transform position này nó là vector 3, nó có chứa ba giá trị x, y, z lận, nên chúng ta sẽ dùng vector 3. Rồi để xem nó chạy thử không được không nhé. Nó không 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 ấy ta. Chúng ta chưa thêm speed anh em ạ. Quên mất. Tôi tưởng bị lỗi gì. Không sao. Ở speed 5 có nghĩa là hơi nhanh rồi. Tôi sẽ để 1 thôi. Ui nó vẫn nhanh. Nhanh khủng luôn. Gì ghê vậy? Nhanh gì? Đây, nó vẫn nhanh em ạ. Thôi chạy đi. Quên mất. Anh em phải thêm một cái nữa là gọi là thêm chấm delta thêm. Tại sao phải thêm cái thêm chấm delta thêm này, thì để thông thường thì người ta sẽ thêm đem thêm chấm delta thêm để cho trong hàm update mọi thứ nó sẽ mượt hơn. Ví dụ anh em muốn di chuyển cái này thì bình thông thường nó sẽ, ví dụ anh em để 5 đúng không, thì nó sẽ lướt qua như thế này luôn. Thì anh em để thêm chấm delta thêm nó sẽ lướt một cách từ từ qua. Nói chung là công dụng của nó là như vậy thôi. Để tôi chạy thử xem nó có vượng nhé, nó hơi chậm rồi. Đây đó, khi nhân thêm chúng ta thêm vào thì nó sẽ mượt hơn. Rồi để là 2 đi. Bây giờ chúng ta sẽ thêm bot color rồi cho cái này được chưa nhỉ, nó thêm chưa nhỉ. Rồi ok đó, thêm rồi đó. Nhảy này đó. Rồi đó là cơ bản đã xong những cái gì chúng ta cần để tạo ra frame vỡ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải thêm từ từ hay là ổn như nhỉ, để ba đi cho nó tốt. Và tôi thêm một cái nữa là nãy bấm chuột nó hơi mệt, nên là bây giờ tôi sẽ thêm một cái nữa là thay vì bấm chuột thì chúng ta có thể dùng một cái khác, đó là bấm bàn phím, bấm dấu cách. Thì để bấm dấu cách thì dùng hàm get key thôi, get key down này, nó tương đương với get button down, tương đương với việc anh em ấn dấu cách một lần đấy. Key code chấm space. Rồi cây code, nếu anh em không muốn dùng cái space thì anh em có thể dùng cái ký tự khác như V này, A này, bất cứ cái gì cũng được. Space đi cho nó đơn giản. Rồi rồi bây giờ chúng ta cần thêm gì ta. Bây giờ mới chỉ có một cái cột này thôi, chúng ta mới chỉ có một cái cột này thôi. Hình như cái space nó không hoạt động luôn rồi, kỳ vậy. Cái này là hoặc nhầm anh em, hoặc o đấy.
Chết rồi, bàn phím thôi nó bị liền cái dấu dấu hoặc rồi. Phải bật, mỗi lần hoặc là phải bật cái này lên rồi bực thiệt chứ. Đây, lên hoặc anh em nha, chứ không phải là bà đâu. Tại vì à, cái đó là phép logic căn bản thôi. À, rồi. Từ anh em lập trình viên là thì cũng biết cái này mà. Đây. Đấy. Chị nó hơi chuối rồi kệ đi. Lên quay vòng vòng ta. Rồi bây giờ việc chúng ta cần làm là tạo ra nhiều cái cột này thay vì một cái, đúng không ạ? Thì để tạo ra nhiều cái cột thì chúng ta sẽ thêm một cái script nữa, gọi là span đi. Đấy. Rồi. Ok, thì cái script span này của chúng ta rất là đơn giản thôi. Thì cái ý tưởng cơ bản của nó là cứ mỗi vài giây tôi sẽ tạo ra một cái ống này một lần, đúng không ạ, và cho nó di chuyển sang bên trái. Được rồi, thì để mà tạo ra một vật trong Unity thì các bạn đầu tiên là các bạn cần phải biết nó là cái gì, đúng không ạ? Đấy, tôi gọi nó là parameter đi. Rồi, xin lỗi anh em, thì hồi nãy thì tôi nhầm một xíu là để span trong cái object của chúng ta luôn. Thì chúng ta không muốn là nó span theo, ví dụ cái ống đang chạy thì và nó span theo một cái ống nữa ngay đó, đúng không ạ? Nên là tôi sẽ xóa cái span này đi, tạo ra một cái object mới gọi là span nhé. Rồi thêm script span nó vào. Tôi sẽ kéo nó sao màn hình chúng ta một xíu. Rồi ok, đây được rồi. Thì để mà biết cái vật này, để save nó lại, thì anh em kéo xuống cái kho dữ liệu của chúng ta nè. Ví dụ tôi muốn save cái object một nhé, là cái ống của chúng ta ấy. Kéo nó xuống đây và nó sẽ tạo ra một cái là gọi là prefab cho chúng ta. Thì cái này là dùng để lưu trữ data nhé. Đấy, thì cái prefab này nó sẽ, nói chung là nó lưu một cái prefab và anh em có thể tạo ra những cái vật dựa theo cái prefab này, nó sẽ giống y chang cái prefab này luôn. Và anh em kéo cái game object của chúng ta lên cái Piper này. Rồi bây giờ chúng ta đã biết được cái vật chúng ta cần tạo rồi, thì bây giờ scroll một mask theme và class theme đi. Đó, ok, thì mask theme này có nghĩa là cái thời gian mà tôi muốn nó tạo ra, ví dụ như là tôi muốn nó tạo ra mỗi 2 giây thì để smart thêm là 2 đi. Đấy, 2 chắc nó lâu quá, ok đi. Thế này, đầu tiên là timer nó bằng 0 nhé, và tôi sẽ cộng timer theo thời gian thêm chấm tên ta thêm, ok. Và nếu mà thằng timer này nó lớn hơn 2, lớn hơn mask time, có nghĩa là nó đã vượt qua 2 giây rồi, thì tôi sẽ reset nó lại bằng 0 và tôi tạo ra một cái game object là cái ống của chúng ta đấy. Đọc, tôi sẽ gọi nó là timer b đi. Ok, và để tạo ra một vật trong Unity thì nên dùng cái hàm instant này, tôi biết đọc nó là sao nữa, kệ đi. File nhé, và anh em nhập vào 2 dữ liệu, một đó là vị trí của cái vật đó là transform.position, và hai là cái rotation của nó là radius inversely. Thế tôi cũng không chắc là tại sao nó dùng cái này nữa, nhưng mà nó là rotation anh em nha, chứ không phải là transform.rotation. Ok rồi, và một điều nữa là chúng ta cũng không muốn, ví dụ như người chơi chơi được khoảng 1.000 điểm đi, thì chúng ta không muốn là có 1.000 cái ống này, tại vì nó sẽ lắc cái game của chúng ta. Ví dụ nó cứ chạy mãi, nó chạy mãi rồi nó không bao giờ biến mất cả, nên là chúng ta sẽ dùng thêm một cái hàm nữa là destroy, là hủy cái vật đó đi, TLB. Và tôi muốn sau 15 giây thì nó hủy đi, à 10 giây thôi, ok. Đấy, thì để như thế này. Rồi, chạy thử game anh em nhé. Có vẻ là 2 giây là nó khá lâu đấy. À đây này, nó đây rồi. Hình như tôi chưa cho, hình như nó bị lỗi gì. À đây, tôi chưa chỉnh lại cái collider cho nó này mà. Chỉnh lại cho nó chuẩn một xíu. Rồi, ok. Ok, xóa cái này đi đã.
giây. Chắc là vừa đây nè. À, thực chất là tôi muốn, nếu mà dùng cái này thì tôi muốn là nó mới bắt đầu game thì nó sẽ tạo ra luôn một cái, nên là tôi sẽ đặt timer và mask theo luôn nhé. Đấy, thì nó sẽ tạo ra ngay lúc mà chúng ta bắt đầu game luôn. Có vẻ để 2 giây chắc là vừa rồi. Thì bây giờ cần một, chúng ta cần một cái nữa, đó là cái ống này nó phải, đây này, để tôi chạy thử game cho em coi. Cái ống chúng ta bây giờ nó chỉ tạo ra có đúng một cái vị trí này thôi, nó không có tạo ra một cái vị trí nào khác cả. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần thêm một cái variable nữa là height đi, thì tôi sẽ random nó lên hoặc xuống trong cái giới hạn đó. Ok, để cái này là không, để cho nó đẹp rồi. Transform muốn gì xanh, và chúng ta sẽ cộng thêm một cái giá trị new vector 3 chứ, transform.position chấm x và transform.position.y. Transform.position.x, một cái vector 3 nó có 3 giá trị đúng không ạ, đó là x, y, z. Thì tôi muốn nó cái theo cái tọa độ x á, thì nó vẫn nằm ở đây, còn theo tọa độ y thì nó có thể là di chuyển lên hoặc là di chuyển xuống những cái ống ấy. Thì để mà random như vậy thì chúng ta dùng một cái hàm gọi là random chấm ran, và ở đây là trừ hay và hay, thì nó sẽ random cho chúng ta trong cái giá trị từ trừ hay tới hay mà tôi nhập vào, để là nằm cho thử nha, không biết có đẹp không, kệ tôi kệ đi. Rồi, không, ok. Tôi nghĩ là năm này nó không có nhiều random nhiều lắm rồi nè. Đây một cái, à kìa, anh em có thể thấy là cái ống của chúng ta nó hơi bị chuối một xíu, thì cái này sửa cũng đơn giản thôi, là anh em có thể chỉnh nó lại dài ra một tí, để tôi chỉnh ra luôn nhé, chỉnh nó lại dài ra một tí. Đây cái này, đây đây, chỉnh nó dài ra một tí. Rồi, ok. Thì chắc là hết lỗi rồi anh em ạ. Ui, nó random hơi bị in đấy. Vị trí, ok. Cái này là random hơi xa rồi. Tôi sẽ chỉnh cái span này nó xuống một tí nha. À không, tôi nghĩ là 4 là vừa đấy. 4 thôi em ạ. Ok, thì có lẽ cái là con game Flappy Bird này nó hơi dài một xíu cho những anh em mới làm, nên là tôi sẽ cắt ra làm 2 video anh em nha. Và cảm ơn anh em đã xem video này, và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Ok.